san konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với trường Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một mẫu ngữ pháp mới trong chương trình N5. Và để biết mẫu ngữ pháp đó là gì thì xin mời các bạn hãy xem video dưới đây. Để có lấy gì à số? Coi cái này. Nam thế. Và để có lấy gì à số? Rồi có lấy gì à số? Rồi mà có lấy gì à số? Rồi có lấy. À, các bạn có để ý rằng là cô bé này liên tục hỏi mẹ mình là kawaii desho? Đẹp nhà mẹ nhỉ? Ý cô bé này muốn mẹ mình đồng ý với ý kiến của mình đúng không nào? Vậy thì mẫu ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học là desho. Và trước desho thì mình sẽ chia về thể thông thường. Đối với tính từ đôi na và danh từ thì mình sẽ bỏ đà. Ý nghĩa của mẫu ngữ pháp này là có đúng không? Được dùng để xác nhận sự đồng ý của người nghe về một vấn đề và mong muốn người nghe sẽ đồng ý với ý kiến của mình. Và khi phát âm thì cuối câu mình lên cao giọng một chút, để số. Và để hiểu hơn về mẫu ngữ pháp này thì chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Ở đây thì mình có hai cô bạn đang đi ăn với nhau và cô bạn này sẽ hỏi mình, bạn mình là Oishii desho? Ngon nhỉ? Và cô bạn trả lời là Ê, oishii. Ừ, ngon. Ở trường hợp này thì mình thấy hai cô bạn này đang đi mua sắm. Và cô bạn này tìm thấy bộ đồ ưng ý với mình đúng không? Và cô bạn này mong muốn sự đồng ý của mình thì sẽ nói là Kore wa ii desho? À, cái này được quá nhỉ? Rồi, trường hợp tiếp theo. Hai vợ chồng ông bà lão này đang đi ngắm hoa anh đào. Và ông bà và bà lão hỏi ông lão là Sakura wa kirei desho? Hoa anh đào thì đẹp. Hoa anh đào thì đẹp đúng không nào? Rồi. Ý là một ngọn núi rất là cao đúng không bạn các bạn? Ngọn núi Fushi rất là cao đúng không bạn? Và cô bạn này muốn bạn mình đồng ý với ý kiến của mình nên sẽ hỏi là Fuji san wa takai desho? À, núi Fushi thì cao phải không? Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu các bạn còn thắc mắc gì thì xin mời các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới. Và đội ngũ giáo viên trường ngữ Hoa Sen sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Minasan, sayonara.